Hello tất cả mọi người, chào mừng các bạn lại quay trở lại với tập tiếp theo hôm nay của mình nhé. Hôm đó mình có thấy một cái tổ ong, ong vàng ở trong cái gốc cây này các bạn ạ. Thế thì hôm nay tiện thể qua chỗ này mình sẽ quay lại xem là nếu vẫn còn thì mình sẽ tấn công nhé mọi người. Mình sẽ kiếm cái kiếm vài cây để mình vụt. Wow, khá là to rồi các bạn. Ở trong cái gốc cây này các bạn, đây các bạn sẽ cùng đón xem mà cuộc chiến ngày hôm nay nhá. Mình sẽ đặt máy ở đây để quay lại cái quá trình ngày hôm nay, hy vọng là phần chiến thắng sẽ thuộc về mình. Quăng mấy chỗ này các bạn. Kìa đó, mình đã dọn hết sạch xung quanh rồi. Đây mình sẽ tiến hành mình chặt mấy cây gì mình chiến nhé mọi người. Không sót con nào, xem là mình lợi hại hơn hay là nó lợi hại hơn nhé. Hy vọng là hôm nay mình sẽ chiến thắng. Mình có vẻ hơi ít các bạn, mình sẽ kiếm đến hai ba cảnh hai tay tấn công cùng một lúc. Ok, khả năng thắng nó sẽ cao hơn. Chết được mấy tên đúng không ạ?
cũng khi hỏng hết rồi các bạn. Thay cành khác lại. Hết rồi á. Ok các bạn ơi.